Đầu xuân năm mới thì chúng ta thường có thói quen đó chính là đi khai xuân, chúng ta mua những món đồ mới và chúng ta lựa chọn những cái tông màu như kiểu màu đỏ để có sự gắn kết với sự may mắn đúng không? Đấy là mình rất hiểu. Mùa xuân thì các bạn mua lì xì cũng phải màu đỏ, các bạn mặc áo dài đỏ, và nếu như mà các bạn mua một chai nước hoa để khai xuân, khởi động đầu năm thì các bạn cũng phải chọn một cái gì đấy nó liên quan đến màu đỏ. Nhưng mà nếu như các bạn định chọn chai nước hoa Jean Paul Gaultier Scandal phiên bản Le Parfum của nữ ở đây thì các bạn nên xem hết 10 phút ở video lần này vì nó thực sự bổ ích. Tại vì mình nghĩ rằng không ai muốn khởi động đầu năm với một cái mùi nó kỳ kỳ, nó lạ lạ, nếu như không muốn nói rằng nó tệ. Rồi, trước tiên thì phải nói rằng nhà Jean Paul Gaultier họ một năm ra đâu đó khoảng tầm 2, 3, thậm chí là nhiều hơn những sáng tạo hương. Và những sáng tạo của họ ấy, thì bao nhiêu năm nay đều xoay quanh nốt hương ngọt, vanilla, mật ong, đậu tonka, cực kỳ quen thuộc rồi. Và chúng ta sẽ thấy rằng nếu như mà chúng ta cứ chỉ làm xung quanh những cái mùi hương ấy thôi, chúng ta thử nhiều phép thử thì chắc chắn sẽ có những phép thử nó sai. Và đây là một trong những phép thử mà cá nhân mình nghĩ rằng nó rất sai. Nhưng trước khi chúng ta đi đến cái sai của em nó thì mình cần phải nói rằng nó có thiết kế màu đỏ cực kỳ đẹp. Chúng ta có thể thấy nó có một cái thiết kế giống chai Jean Paul Gaultier Soul Scandal, rất giống với những cái đường kẻ bo từ trên xuống ở thủy tinh, những cái mép này. Và thêm một cái, và các bạn có thể nhìn thấy ngoài cái màu đỏ ra thì ở cái phần trong ấy nó có một cái dải trắng, nhìn nó giống như kiểu khúc xạ ánh sáng vậy. Và cái chai này thì mình thấy rằng là nó đẹp hơn cái chai Jean Paul Gaultier cũ Scandal đầu tiên. Và một cái nữa đó chính là nó có làm mình gợi nhớ tới chai Montblanc Signature, khi mà họ làm những cái góc cạnh để khúc xạ ánh sáng nhìn trông nó rất là xịn. Và cái chai này nó thật là bày ở trên kệ thì nó cực kỳ nổi với một cái màu, đây là đỏ sáng à. Tôi cũng không biết nhá, tại vì chị em phụ nữ thì riêng cái khoản son ấy thì riêng màu đỏ thôi nó có hàng trăm màu đỏ, nhưng mà tôi thấy màu đỏ này trông cũng được, không bị quá là kiểu đỏ thẫm hay là kiểu bánh bèo gì cả. Tôi thấy cái đỏ này nó nhìn nó khá là xịn, bắt mắt đó. Về phần vòi xịt của em nó thì nó thật là tôi không muốn xịt mùi hương này ra lắm, nhưng mà thôi tôi sẽ xịt. Vòi xịt của em nó rất ngon. Ok, vòi xịt thì có thể chấm con này vòi, và về cả thiết kế nó rơi vào khoảng tầm 8 đến 9 trên 10. Rồi, bây giờ thì chúng ta cứ đi đến cái đường mùi, đường hít hà. Cái đường nhìn thì thôi không nói rồi, rất đẹp. Nhưng mà cái đường hít hà của nhà này ấy, thì mình nghĩ ra một cái hình ảnh, đó là cái nhà Jean Paul Gaultier này họ sẽ có hàng chục sáng tạo xung quanh mùi Scandal. Họ có nhiều chai để ở trên bàn khác nhau. Và sau đó thì trước mặt họ là vô vàn những thiết kế chai xung quanh cái đôi chân dài miên man chổng ngược này. Và cái việc của nhà hương Jean Paul Gaultier đó là nhắm mắt đổ đổ đổ. Và hên xui, mùi nào mà vào chai đẹp thì nó sẽ rất là hot. Còn có nhiều mùi, nhiều sáng tạo xoay xung quanh cái mùi hương ngọt vanilla, mật ong cùng với hoa trắng. Thì nhiều khi vào những cái chai lởm thì nó fail. Nhưng mà đây là một trong những sáng tạo mà bị đổ nhầm, mùi không ngon nhưng mà lại vào chai đẹp. Cái mùi hương này ấy, khi mà mình nuôi mình vừa xịt lên không khí thì các bạn sẽ nhận thấy một cái vai mùi hoa trắng rất tươi. Nó làm mình nghĩ tới ngay con Soul Scandal, nhưng mà làm tươi và chân thật hơn rất là nhiều. Cảm giác như kiểu một cái vườn hoa trắng đang được ở trước mặt mình vậy, có cả nét xanh nhá. Mình khá bất ngờ. Và nếu như mà chúng ta chỉ đánh giá mỗi cái mùi hương của Scandal Le Parfum ở cái phần top note ấy, thì nó giống như kiểu cô gái đang thủ thỉ vào tai bạn: anh ơi, em khác rồi, em không còn giống ngày xưa nữa, em không giống Scandal, em không giống Scandal by Night đâu. Bây giờ em đã lớn rồi, em đã thay đổi rồi. Và chúng ta gật gù với phần top note của mùi hương này. Và có một cái mà mình chia sẻ, đó là mình xịt em này vào đúng mùng 1, chiều mùng 1 để mình test mùi. Và sau đó thì sau 15 đến 20 phút ở trên da, mình bắt đầu có một cái cảm giác hơi lạ lạ, nó hơi kỳ kỳ. Tự nhiên mình thấy một cái nét hơi mặn mặn nó xuất hiện. Cái nét mặn này nó pha quyện cùng với cái nét ngọt đặc trưng của cái Light Scandal này, và hai cái nó mix với nhau trên một cái nền mùi khá là sáng. Nhưng mà dần dần thì cái nét sáng của hoa trắng ban đầu ấy nó sẽ gần như biến mất hoàn toàn, bắt đầu thấy một kiểu cú lừa. Và muối cùng với vanilla, các bạn đã hình dung ra một cái nét ngọt nhưng mà nó bị khô và nó mặn chưa?
thì ở em này chính thức nó là như vậy. Và dần dần ở trên ấy thì mình kiểu chắc là mùi hương có thể là một sáng tạo, nó mang tính đột phá một tí khi mà mix vanilla cùng với muối. Nên là chúng ta hãy cố gắng chờ đợi, Kiên ơi hãy chờ đợi đi. Chờ đợi chúng ta sẽ qua được cái khoảng chuyển giao của mùi hương này thì nó sẽ mượt hơn. Nhưng không, tôi mặc mùi hương này từ chiều mùng 1 mà đến tận tối, không phải chiều, là tầm 10 giờ sáng cho đến tận tối, tôi không thấy mùi nó không hề có sự biến chuyển. Và cái nét mặn này nó kéo dài, nó làm cho cái mùi hương vanilla ở đấy khô hơn rất nhiều. Cảm giác chúng ta có thể nghĩ tới việc là chúng ta ngậm một cái hạt muối nhưng mà nó không bao giờ tan ở trong miệng. Toàn bộ nó làm cho cái khoang miệng chúng ta bị khô và cảm giác thiếu nước ấy. Thì em này như vậy. Và phải nói thật là lâu lắm rồi mình mới xịt một mùi hương mà mình bị buồn nôn. Đây là một trong những con như vậy. Tí nữa tôi phải mở cái cửa này ngay để cho nó thông thoáng, tại vì tôi đang quay, tôi muốn yên tĩnh. Nhưng mà em này là một trong những con như thế. Và đúng thật, nó như một cú lừa. Và như kiểu là một cô gái lúc đầu, em thay đổi rồi và chúng ta cưới nhau đi em. Chúng ta cưới xong về chúng ta sẽ kiểu, mày làm sao, mày đi đâu, mày có bao tiền để chuyển hết cho tao. Kiểu đúng một cú lừa, tất tần tật cái sự dịu dàng ban đầu, cái sự mới mẻ thu hút ban đầu, nó đã bị hoàn toàn đánh lừa bởi cái combo vani và muối. Em ơi, nó khô, nó mặn, xong rồi nó ngấy. Dồi ôi, mọi thứ nó quá tệ ở Scandal Le Parfum này. Tôi phải nói một điều là như vậy. Đấy, thế nên là một cái nhà hương ấy, nếu mà các bạn chỉ thấy là nó chỉ xoay quanh về cái việc là chỉ làm những nét ngọt thôi, thì dần dần họ sẽ cho ra những sáng tạo rất fail. Và đây cũng là cái lý do vì sao, tại sao em Scandal Le Parfum này nó không được nổi ở thị trường Việt Nam. Và một cái điều nữa, nó làm gia tăng cái ác cảm của mình với Scandal. Các bạn biết là gì không? Đó là hiệu năng của nó quá kinh khủng. Thề luôn, xịt từ đầu giờ trưa mà đến tận chiều tối trước khi đi tắm, mùi vẫn còn nồng nặc tỏa khủng khiếp. Nói thật là nếu như bạn nào đang có nhu cầu tìm một cái mùi vani kiểu tách biệt khỏi đám đông, là một, không bị đi theo lối mòn, có một cái hiệu năng cực kỳ khủng khiếp là hai, thì đây là một trong những lựa chọn bạn có thể gọi là phiêu lưu thử. Còn đối với cá nhân mình ấy, con này mình tắm xong nó vẫn không hết mùi, nó chỉ còn thoang thoảng nhẹ nhẹ thôi. Và thực ra tôi tắm rất sạch mà tôi tắm, tôi cũng sử dụng những cái loại sữa tắm có mùi nhá, nhưng nó vẫn không át hết được mùi của chai nước hoa này. Thì phải nói rằng là với một độ bán tỏa như vậy mà chỉ có xịt vào những cái ngày mà trời siêu siêu lạnh thì may ra mới thấy độ hay ho, mới lại có chút thiện cảm của mình thôi. Còn đối với những cái ngày mà loanh quanh được 19 độ, 20 độ như bây giờ, ôi ác mộng luôn, ác mộng cuộc đời. Thề khó hiểu. Và chắc chắn các bạn đã có cái câu hỏi rằng có nên mua hay không? Câu trả lời rằng không. Nhưng mà nếu như bạn vẫn chưa tin thì bạn hoàn toàn có thể phiêu lưu vào cái việc là mua 10ml của em nó. Nhưng mà nếu như các bạn đang chờ một câu hỏi rằng thế con này so với những cái con phổ thông ở trên thị trường của Việt Nam về Scandal của nữ thì chúng ta nên mua con gì? Đối với cá nhân mình, ngọt vừa đủ thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng Scandal phiên bản gốc. Nếu bạn thích nhiều ngọt hơn nhưng mà nó vẫn nịnh mũi và dành cho những mùa siêu lạnh thì các bạn có thể mua Scandal by Night. Còn đối với cá nhân mình thì mình luôn đánh giá cao sâu Scandal, cũng là một trong những chai nước hoa mình review ở đâu đó khoảng tầm từ 2012 tầm đấy. Thì mình thấy rằng là con Soul Scandal là một con cực kỳ dễ dùng. Nó chỉ là cái độ tuổi của nó thì nhỉnh hơn về những cái con Scandal bản gốc thôi. Còn đối với phiên bản này, tôi xin phép được chê và tôi không hề recommend đến các bạn. Vì thời điểm này cũng là một cái thời điểm các bạn nhận mua sắm rất là nhiều. Thì các bạn nếu như đang tính và phân vân về em nó thì các bạn hoàn toàn có thể cân nhắc. Còn nói thật là hỏi tôi mùi hương này nó phù hợp với phong cách như nào, tôi cũng chả biết trả lời luôn ấy. Tại vì thực sự kiểu với một cái mùi vani mặn như thế này thì chắc là một cô gái tính tình kiểu dở dở ương ương và thích ngọt nhưng mà ngọt lại thích kiểu vừa ngọt vừa mặn thì các bạn có thể chơi thôi. Còn đối với mình thì chê. Và nếu như bạn đã sử dụng qua thì rất mong các bạn có thể chia sẻ một cái góc nhìn khác, hy vọng là có thể trái ngược đối với mình, ở bằng cách bình luận ở bên dưới. Còn nếu như mà chung thì hãy cứ chia sẻ để mọi người cùng biết nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn lại. Bye bye. Và cũng bye luôn Scandal Le Parfum.